Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Marvel Con và mình là Bob, giám đốc của kênh. Hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào thế giới của Transformers One, một bộ phim đã mang đến cho chúng ta hàng loạt những chi tiết thú vị về 13 vị Primes cổ đại. Thế nhưng nó chưa được chi tiết chuyên sâu và chưa được rõ ràng. Vậy nên trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá về từng vị Prime 1, từ nguồn gốc, vai trò trong vũ trụ Transformers cho đến số phận của họ trong Transformers One. Hãy chuẩn bị bỏng và nước để sẵn sàng đến với video khám phá về những vị thần quyền năng của thế giới Transformers nhé. Let's go! Đầu tiên chúng ta sẽ điểm qua bối cảnh. Ở trong vũ trụ Transformers One, tất cả đều được bắt đầu bởi Thánh Primus, vị thần sáng tạo của các Transformers. Để bảo vệ vũ trụ, Primus đã hy sinh bản thân để biến mình thành hành tinh Cybertron. Sau đó, ông ấy đã tạo ra 13 Prime đầu tiên, những người có nhiệm vụ dẫn dắt các thế hệ Transformers tương lai. Primus trao cho họ ma trận lãnh đạo Matrix of Leadership, với Zeta Prime là người đầu tiên được nhận nó. Ma trận đã giúp dòng chảy Energon tự nhiên của Cybertron chạy suốt nhiều thế hệ, cho đến khi Sentinel là phụ tá của các Prime đã phản bội bọn họ sau đó cướp đoạt ma trận. Nhưng hắn lại không dùng được nó vì không phải là người xứng đáng. Ma trận đã hòa vào làm một với Primus, cho đến khi Orion Pax được linh hồn của 13 Prime, dẫn dắt vào lõi của hành tinh và Primus đã trao lại nó cho anh ấy để trở thành Optimus Prime. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua chi tiết về từng vị Prime và vai trò của họ trong Transformers One nhé. Vị Prime đầu tiên xuất hiện trong phim Alpha Trion. Alpha Trion là Prime duy nhất sống sót sau sự kiện Sentinel Prime phản bội lại 13 Prime. Ông là nhà sử học cũng như là người lưu giữ tri thức của các thế hệ Transformer. Alpha Trion có thể biến thành một con sư tử trong chế độ biến hình và có thể nói ông chính là đầu não của 13 Prime. Ở trong phim thì ông ấy là người đã gửi về cảnh báo để Orion Pax bắt đầu cuộc hành trình tìm ra những sự thật đã bị giấu kín. Thế nhưng sau khi bị bắt về sau cuộc tấn công thứ hai của Sentinel Prime thì ông ấy đã bị Sentinel Prime tiêu diệt. Vị Prime thứ hai đồng thời là thủ lĩnh của 13 Prime, Zeta Prime. Zeta Prime là Prime được đảng Primus tin tưởng để trao cho ma trận lãnh đạo để làm thủ lĩnh của nhóm 13 Prime. Trong phim Z đã bị Sentinel kết liễu khi hắn ta cố gắng chiếm lấy ma trận. Vị Prime thứ ba đó là Prima. Prima hay còn được gọi là Prima Prime là Prime đầu tiên được sinh ra bởi Primus và sử dụng thanh kiếm Star Saber huyền thoại. Mặc dù số phận của Prima trong phim không hoàn toàn rõ ràng, nhưng ông được biết đến như một chiến binh vĩ đại với sức mạnh đáng kinh ngạc. Vị Prime thứ tư, Megatronus Prime. Megatronus Prime còn được biết đến với cái tên The Fallen, là một trong những Prime đã phản bội đồng đội của mình, gây ra cuộc xung đột đầu tiên trong lịch sử Transformers. Tuy nhiên trong phim, Megatronus Prime được miêu tả là vị Prime mạnh nhất của nhóm và chưa có chi tiết nào cho thấy sự phản bội của ông như trong các phiên bản khác. Megatronus đã bị Sentinel tế đầu và cướp lấy bánh răng biến hình vì sức mạnh to lớn của ông. Điều này cũng là một phần lý do khiến cơn thù hận của D-16 với Sentinel trở nên bùng nổ. Được biết, sau khi tiêu diệt Sentinel Prime, D-16 đã cướp lấy bánh răng biến hình của Sentinel và đổi tên mình thành Megatron, dựa theo tên vị Prime mà hắn ngưỡng mộ, Megatronus Prime. Vị Prime thứ 5, Alchemist Prime. Alchemist Prime là Prime gắn liền với khía cạnh khoa học và huyền bí của xã hội Transformers. Ông được biết đến với khả năng chuyển hóa vật chất và năng lượng. Trong phim thì Alchemist lại chưa thể hiện được nhiều và ông đã bị Sentinel tiêu diệt. Vị Prime thứ 6, Amalgamous Prime. Amalgamous Prime là một Prime với khả năng biến hình liên tục. Ông đại diện cho sự thích nghi và sáng tạo. Số phận của ông trong phim cũng chưa được rõ ràng, nhưng rất có thể ông đã bị tiêu diệt bởi đội quân của Quintesson. Vị Prime thứ 7, Micronus Prime. Micronus Prime là Prime nhỏ nhất và linh hoạt nhất. Ông là đại diện cho tinh thần đồng đội của các Transformer. Ngoài ra thì ông còn có thể chia sẻ sức mạnh của mình cho các Prime khác. Micronus Prime từng xuất hiện trong Transformers Robots in Disguise 2015. Ở đó, ông có vai trò là người dẫn dắt và hỗ trợ Bumblebee trong việc rèn luyện đội ngũ của mình, đồng thời chia sẻ kiến thức về sức mạnh và tinh thần đồng đội, giúp các Autobots phát huy tối đa khả năng. Còn trong Transformers One thì Micronus có khả năng đã bị Sentinel tiêu diệt. Vị Prime thứ 8 được cho là Loki của vũ trụ Transformers, Leech Maximo. Leech Maximo là một Prime xảo quyệt và gian trá. Ông được coi là kẻ phản bội trong hàng ngũ Primes. Ông ta đã gây ra sự suy tàn của nhóm Prime bằng cách bơm đều Megatronus. Tuy nhiên, trong Transformers One thì lại chưa có chi tiết nào cho thấy sự phản bội của ông như trong các phiên bản khác, và ta cũng chưa có dấu hiệu nào cho thấy Leech đã chết cả. Có thể ông ấy đã chạy trốn được khỏi trận chiến và đang ẩn náu ở một hành tinh nào đó chăng? Về phần này thì phải ra thêm phim chúng ta mới biết được ông ấy ở đâu. V-Prime thủ chính, siêu nhân gạo của Transformers, Onyx Prime. Onyx Prime đại diện cho các Transformers dạng thú. Ông là cầu nối giữa thế giới tự nhiên và tâm linh của Cybertron. Ông có hình dáng giống như một centaur với đôi cánh. Số phận của Onyx cũng không được làm rõ trong bộ phim lần này. Vị Prime nữ duy nhất của nhóm 13 Prime mang tên Solus Prime. Solus Prime là thành viên nữ duy nhất của nhóm 13 Prime cổ đại. Bà là một thợ rèn vĩ đại, là người đã tạo ra nhiều vũ khí huyền thoại, ví dụ như vũ khí hủy diệt của Megatronus, Requiem Blaster hay thanh kiếm Star Saber của Prima và vân vân. Trong Transformers One, Solus Prime đã bị Sentinel Prime tiêu diệt. V-Prime thứ 11, Vector Prime. Vector Prime là người bảo vệ thời gian và không gian. Ông có khả năng du hành xuyên không thời gian. Vector là một trong những Prime mạnh nhất trong nhóm, thế nhưng mà số phận của ông trong phim vẫn chưa rõ ràng. V-Prime thứ 12, Quintus Prime. Quintus Prime là Prime của sự sống. Quintus là người tạo ra các dạng sống hữu cơ và là cha đẻ của chủng tộc Quintesson. Thế nhưng trong phim lại không có mối liên hệ rõ ràng nào giữa Quintus Prime và các Quintesson cả. Số phận của ông ấy có thể đã bị tiêu diệt bởi Sentinel. Vị Prime cuối cùng trong danh sách ngày hôm nay mang tên Nexus Prime. Nexus Prime là Prime của sự hợp nhất. Ông ấy có khả năng tự tách mình thành nhiều Transformers nhỏ hơn. Ông đại diện cho khái niệm đoàn kết và sức mạnh của sự kết hợp. Dù được xếp vào hàng các Prime mạnh mẽ nhất, thế nhưng ông ấy lại là Prime đầu tiên bị Sentinel tiêu diệt trong trận phục kích. Vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau khám phá 13 Primes cổ đại trong Transformers One. Bạn thích nhất vị Prime quyền năng nào nhất? Thì hãy cho chúng mình biết ý kiến của bạn trong phần bình luận phía bên dưới nhé. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào tiếp theo về Transformers. Hẹn gặp lại các bạn trong video tới. Marvel Con bye bye.